chiếc này xe không, chiếc xe không mà lốp cũng nhẹ mà. Mới múc quá. Múc 2 ngày mới hết à? Mới múc quá. Bữa đi trên này nè. Mới múc quá. Xe kia kéo biết ngon. Nhờ cái xe lớn kia nó kéo kìa. Nhờ cái xe lớn kia nó kéo kìa anh. Xe lớn kia nó tới kéo kìa hay hơn kìa. Cái xe kia nó kéo hay hơn. Xe này kéo là lên liền cái máy mà. Còn này đứt sức luôn hả? Ừ. Đứt nó đúng mà đâu. Không có một đỡ. Ồ, như thế rồi. Không phải cái đồ, không phải cái đồ. Không phải nè, được. Hết rồi, qua đây xong rồi, qua kêu đường dầu bưng đúng rồi. Con nghe đây thôi, chạy gọn dưới bê tông hết rồi. Lên được đây chưa? Lên đây xuống rồi. Xuống nghe đây xuống rồi, xong rồi. Chứ để ổn mà, ừ. Xuống thoải mái. Lên khó xuống thoải mái. Còn lại đường đẹp thẳng bưng á. Đang múc rồi nè. Xả 2 ngày nữa xong với mấy người. Ủa, đi chưa mà. Đi chưa mà. Không, gần góc nữa tức không chịu nổi đâu. Xe hàng. Chở hàng đúng không? Chở hàng không đi đâu. Không mẹ, nếu đi xuống đây lấy bà đi luôn thì được. Dốc nhau lắm, cũng không quả. Cầu luôn. Lên đây khỏi dốc xong rồi. Chưa hả?
Mình từ có lực lên chứ mình chỉ bực khác là rớt luôn, xúc luôn. Con nồi, con nồi. Cô kêu, cô đi rồi. Rồi. Ngày tới, ngày lui thì dễ. Nhật hả? Dữ rồi. Lên từ từ thôi. Từ nha. Biết còi với đây á. Chưa không? Chưa. Giật đây, giật xíu lên, nhưng mà giật váy xe lên á.
có xe mình lại nữa. Giục máy phè luôn á. Ô, rồi lên luôn. Em mà kêu cũng lên, nó lên nhưng không lên mà. Không lấy đâu. Dằn này không lấy đâu mà sợ. Cứ bẫy rồi lấy. Mà lấy thì ấy này luôn, lấy luôn. Bây giờ chạy đây, xem bắn xuống không? Không. Đi lên luôn không? Kìa ông đi lên luôn đi. Ủi luôn. Hàng nó nhát cái gì, ủi là lên à. Hồi nãy kêu quên ông sổ ở đây nè, ông sổ xéo ở đây không nhanh hơn à. Nhưng mà sao xéo là nó lúng luôn. Để đi xem cái chỗ nó lãng rồi, nó lúng luôn, ủ luôn.
xe kia nhịp lên thôi. Tôi để bạn cái này nhá. Lúng. Xíu nữa. Lấy rồi, lấy rồi, xa mà lấy trớn rồi, để một phát đó. Không rồi, trớn rồi đó. Trớn rồi đó. Trớn rồi đó. Không, sau đi đường đó cứ trời mưa tới lô cao su đầu tiên phía tay trái, cái ngã tư đầu tiên bỏ ngã tư thứ hai vô là ra đường kia luôn. Ủa, móc kia một cái móc xuất xi đấy để nhẹ lấy đi để lên đường kia nữa, nó đưa cho nó lên to hơn chứ, đó bánh nó quay thì không đỡ chứ. Mấy là mạnh nè, mấy này muốn lên luôn mà kêu xe lô đi, thả xe lô xuống luôn, bàn vào đây. Ê, có xe ben kìa, kêu xe ben kéo anh anh 5 chiếc rồi lên, qua ngọn luôn. Ê, có chiếc xe ben đang lên á, xe ben đi lên dưới rồi, xe ben đi lên dưới á, đi lên dưới mà lên trên rồi, trên rồi lên dưới đồ, đông dữ rồi. Ồ, giờ xe múc mới lên thôi, làm gì nữa. Thôi, vui thôi, tới đây.